Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio đã mắt của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái con Clavia đến từ thương hiệu Victor của model là Z1MD. Thì dòng này là dòng RC, tức là chúng ta có thể chơi được CD, băng cassette và MD ngay chỗ cái học băng như thế này. Đây là cái dòng Clavia rất nổi tiếng về chất âm rồi. Em sẽ không nói gì về chất âm, anh em tự kiến thức về em đã làm rất nhiều lý test cho cái con này rồi. Thì em này là một trong những cái con mà bản thân em rất là thích, tại vì em này sở hữu một cái màu rất là tự lung. Đó, cái màu màu hồng này, màu hồng này là màu trendy bây giờ, giống như những cái thằng Samsung đều sử dụng cái màu này cho những cái điện thoại flagship của mình, dòng cao cấp của mình. Rồi nói về cái con này thì em này ngồi chơi được radio, ngồi chơi được CD, cho băng cassette, MD thì em này sẽ chơi luôn cả radio full tần số và có đầy đủ tất cả cái cổng kết nối như AUX in và AUX in và cổng phone nằm ngay chỗ này. Em này sử dụng điện 100V. Chúng ta còn có những cái cổng, đây là cổng kết nối giữa anten và cái cổng kết nối giữa AM khi mà chúng ta chơi. Rồi ngay chỗ này chúng ta có một cái nút nguồn nằm ngay chỗ này. Tất cả cái phím chức năng cơ bản để chơi MDCD đều nằm ở phía mặt trước. Điều đặc biệt ở dòng Clavia chúng ta thấy nè là cái phần đèn này. Đây là một cái trong những cái điểm đặc biệt và đặc thù luôn của cái dòng Clavia, tức là đèn người ta hay gọi là Victor cái màu, tại vì cái đèn này chúng ta có thể thay đổi được như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến chi tiết cái từng phím bấm nó như thế nào. Ok, thì dễ dàng sử dụng thôi. Chúng ta có những cái phím chức năng căn bản nhất nè. Nếu mà muốn chơi CD thì chúng ta bấm vào đây, play CD. Nếu mà có chơi MD thì bấm vào đây. Tương tự đây nó sẽ là AUX nè, hoặc là radio nè, AM nè, AUX nè. Khi muốn chơi dò đài thì chúng ta phải bấm vào đây. Toàn bộ tất cả cái phím dò đài này nó đều thao tác automatic hết, tức là chúng ta bấm dò đài một lần nó sẽ đi đến một cái kênh gần nhất như này. Đấy hả? Rồi cái nút này sẽ là cái nút volume. Cái mặt trước này sẽ là MD. Có một cái nút nữa đó là nút Alpha Sound, là khi chúng ta chơi âm thanh, khi chúng ta bấm cái chuyện này thì nó sẽ tái tạo âm thanh lại để cho ra một cái chất âm thanh vờm hơn và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi quay về phía mặt trên. Đây, mặt trên thì chúng ta có hai cái nút chính, đó là nút MD và cái nút phần cassette rack. Hai cái nút này dùng để thu băng, thu MD từ cái đĩa CD và thu băng cassette từ cái đĩa CD, và chất lượng âm thanh là cực kỳ tốt luôn. Chúng ta có thể sử dụng này để thu băng cassette rất là tốt, không thua kém gì những cái con đài chuyên nghiệp đâu. Ở cái nút này, color mode này, thì chúng ta khi mà chúng ta bấm nè thì mọi thứ nó sẽ thay đổi đèn nè, màu hồng nè, rainbow, tức là màu sẽ cho ra hết tất cả các màu. Rồi sau đó màu qua là màu xanh nè, tropical nè, nó sẽ thay đổi toàn bộ tất cả cái điểm màu nằm ngay chỗ này. Rồi, đó là những cái phím chức năng căn bản nhất của con Clavia Victor. Thì khi em sử dụng em này thì bắt buộc chúng ta phải có sử dụng cái remote, thì chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ tất cả chức năng nó được ok hơn, đặc biệt là dò đài và phần mà thu băng. Thu băng và thu MD là cần phải có cái remote. Nó rất đóng góp một vai trò rất là quan trọng. Nếu không có remote thì chúng ta sẽ không sử dụng nhiều, kể cả chỉnh bass chế cũng đều phải thông qua remote. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn riêng về cách thu băng hay là thu MD, em đã làm những clip chuyên nghiệp rồi. Nếu mà anh em nào cần thì hãy xem cái phần bình luận ở phía dưới, em sẽ gửi đường link. Và khi mà mua chiếc máy này em sẽ tặng kèm luôn remote nhé. Không phải remote lúc nào cũng có đâu. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio nha, hoặc là nhấn vào nút chuông thì khi mà có những cái clip mới hoặc là những cái sản phẩm mới thì nó sẽ gửi thông báo qua cái điện thoại của tất cả các anh em. Lúc đó thì chúng ta sẽ không bị mất những cái con đàn mà mình yêu thích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.